Rồi, em chào tất cả các chú anh chị mình đang xem video trên kênh Vườn Lan Minh Thắng nha cả nhà. Thì một cơn mưa đầu mùa đã bay qua. Bây giờ cây rất là mát anh chị, cây rất là mát. Mưa lớn ở khu vực em mưa lớn anh chị ha, cho nên cây nó rất là sung. Mình mưa xong thì anh chị em xử lý lại bằng nước bình thường anh chị ha, thì cây nó phải khỏe nha. Còn nếu anh chị để cái nước mưa đầu mùa mà nó yếu yếu á, nhiều khi là vi khuẩn không à, nó bệnh nha anh chị ha. Thì anh chị em mình lưu ý cái khoản đó. Đó là một cái kinh nghiệm nhỏ của bên em khi mà mình mưa đầu mùa nó xuống anh chị ha. Cái đổ bộ xuống là khủng khiếp lắm. Nước mà nó dơ hầy à. Đó, đây là trước mặt anh chị em mình, đây là một cái dòng Dendro thỏ hồng nha anh chị ha. Cây thỏ hồng cây rất là lùm luôn. Em ship chậu thì 12 anh chị ha. Và cũng là giá 90.000 một chậu luôn, combo 3 chậu luôn anh chị ha. Thì mình có thể mua kèm theo những cái sản phẩm khác, ví dụ như là Robert hay là bà liễu hay là Bensuda hay là thỏ vàng hay là anh ba xưa gì đó anh chị ha. Thì những cái kia thì em đã có những cái video khác rồi, thì chia sẻ với cả nhà luôn ha. Thì cái giống này thì 90.000 chậu thì em ship có toàn quốc luôn, không bao cước nha anh chị ha. Đối với một điều là không bao cước. Và cây thì như trên video luôn anh chị, tầm 20 sen đến 30 sen thôi. Nếu mà cây 30 sen thì nó sẽ không có lùm, anh chị lưu ý ha. Cây 30 sen ví dụ như một gang gửi tay thì nó sẽ không có lùm. Đó, là như cây như thế này đó. Dòng thỏ này thì anh chị mình thấy cây rất là khỏe nha, cho nên anh chị em về chăm thoải mái luôn ạ. Cái dòng thỏ này thì anh chị em xem với em mà cây nó hơi rô rô như thế này nha, nó không phải là quá mập, nó cũng mập nhưng mà nó không phải gọi là quá mập anh chị em ha. Để cái nhiều khi anh chị em mình nhận hàng hỏi sao cây ốm quá, cây này không ốm nha anh chị ha, cây này được chứ không mới ốm như cây anh ba á. Cây anh ba thì nó mỏng manh thì nó ốm nha, còn cái dòng này thì không, cây không ốm nha, cây nó cũng khá là mập. Thì cái lô này cũng còn không có nhiều, mấy chục cây anh chị. Cái lô này mấy chục cây thì cũng phải cập nhật lên cho anh chị em mình tham khảo bên em còn sản phẩm nào ha. Thì cái mùa này thì anh chị em mình em ở nhà vườn thì có bao nhiêu bán bấy nhiêu thôi, chứ bây giờ hàng hóa cũng nhập khó khăn lắm. Rồi mùa dịch này nó Thái Lan nó cũng cấm mà mình thì cũng hạn chế đi lại anh chị ha. Cho nên còn bao nhiêu thì chia sẻ lại anh chị em mình chơi cho vui. Qua mùa dịch thì em bắt đầu em phát động phong trào chơi hoa lan tiếp cả nhà ha. Rồi thì sau đây cũng một đôi là chia sẻ với anh chị em mình là em ship chậu phi 12. Giá của em nó là 90.000 một chậu ha. Em sẽ nhắc lại ha, số điện thoại em chạy trên màn hình, mặt hoa sẽ chạy trên đầu video đó, thì anh chị em tham khảo ha. Mặt hoa của thằng này rất là đẹp nha, rất là sai hoa. Khi thằng này nó lớn lên cây nó cao tầm 1 mét á, anh chị thấy cái độ sai hoa nó rất là khủng nè. Và cái giò hoa nó chuỗi xuống mà cái hoa nó sẽ sững đều lên hai bên luôn, cái mặt hoa nó rất là căng đó. Thì cả nhà mình chơi cái sản phẩm này rất là hay và hữu ích nha. Thì chậu này về mình chăm thôi chứ từ từ hãy thay chậu, chưa có thay chậu liền đó, về chăm thời gian thăm thay chậu ha. Thì thay chậu dễ thôi, nhà mình rút ra mình bỏ chậu mới, chậu lớn hơn tí xíu thêm giá thể thôi à. Là cây nó phát triển dòng Dendro là nhìn biết cái nó nhảy con rất là nhanh và độ bông của nó lại không có mùa, nó rất là xiên bông. Mà đặc biệt thằng thỏ này không có thơm nha, em lưu ý một điều là thỏ này không thơm, cho nên chị em mình đặt hàng lưu ý nha. Rồi cảm ơn cả nhà ha. Thì tâm sự nhỏ nhỏ với chị em mình bao nhiêu đây thôi. Thì đây là cái giống Dendro thỏ, thì anh chị em mình thỏ hồng, anh chị em mình đặt hàng thì cứ liên hệ anh chị ha. Thì em ship là 3 chậu, ví dụ như anh chị mình đặt combo này 3 chậu cũng được, mà nếu anh chị kèm theo sản phẩm khác mà đủ 3 chậu em vẫn ship nha. Cảm ơn cả nhà đã đến video của em ngày hôm nay nha. Anh chị em thấy hay với đăng ký kênh ủng hộ giúp Vườn Lan Minh Thắng anh chị ha. Rồi cảm ơn anh chị em.